Công ty trách nhiệm hữu hạn Oriflame Việt Nam mới đây đã được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cấp phép kinh doanh các sản phẩm mang thương hiệu Oriflame bằng hình thức bán hàng trực tiếp. Thương hiệu mỹ phẩm Thụy Điển này nổi tiếng với những dòng sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, được đánh giá là có hiệu quả cũng như an toàn cho người sử dụng.